lát nữa gặp được người trực tiếp ra tay, tuyệt đối không cho hắn cơ hội mở miệng. Rõ. Nhưng lỡ trước khi ra tay hắn đã mở miệng rồi thì sao? Vậy thì xem như nhiệm vụ thất bại. Xin chào, xin cho xem thư mời. Thư mời. Anh xem cái này có được không? Các cô mời vào trong. Cảm ơn nhé. Dễ thương quá. Anh đẹp trai, dáng người cũng được đấy. Được đấy, chẳng tốn sức mấy. Có cái gì thách thức hơn chút không? Tôi nói này nghe anh em, đi đến đâu cũng trêu qua ghẹo quyệt như thế, cậu không sợ bị báo ứng sao? Nói chưa được hai ba câu, người ta đã yêu đến chết đi sống lại rồi, giờ trách tôi sao? Em gái kia được đấy, người của sếp và cậu cũng dám nghĩ tới hả? Cậu nhiều bạn gái thế rồi, tôi khuyên cậu kiềm chế chút đi. Cậu thì hiểu gì chứ, cảm giác cô đơn ngấm vào tận xương tủy rồi. Cậu xem ánh mắt như nước hồ thu, khuôn mặt tự hoa đào, hàng chuyển đấy. Cũng có thể. Hắn ở bên kia kìa. Chúng ta chỉ làm hai hướng. Tôi đi bên đó, cậu đi bên này. Tôi bọc hậu, được. Sao không đập nữa? Tim đập đâu? Đập đi nào. Quy rồi, máu tiểu quá không nhịn nổi nữa. Đi tiểu hay không đi đây? Đi tiểu hay không? Đi tiểu hay không? Chuyện gì thế này?
Lẽ nào mình chưa chết? Thái y, mời vào trong. Nương nương, người tỉnh rồi. Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Nếu người không tỉnh, Giang thị còn chưa mưu hại được chồng mình thì đã làm hại Triệu Dương trước rồi. Sau đó cùng thái tử gia của chúng ta quấn quýt bên nhau cả ngày lẫn đêm, chàng chàng thiếp thiếp rồi. Triệu Dương đáng thương, Triệu Dương chết cũng thảm quá. Nhưng bất kỳ ai có đáng thương thì cũng không thể đáng thương bằng tiểu thư được. Cô là ai? Cô nói gì vậy? Em là Lục Ly, tiểu thư. Tiểu thư không nhớ em sao? Cô mới là tiểu thư ấy. Nương nương, Tống Thái Y, ngài mau xem bệnh cho nương nương đi. Bệnh của nương nương không nhẹ đâu đó. Dân, để thần bắt mạch cho nương nương. Cút ra, đừng động vào ta. Ngươi là ai? Thần, thần là Tống Thái Y. Đúng đó nương nương, Tống Thái Y. Thường xem bệnh cho người, người quên rồi sao? Thái Y, lẽ nào người đẹp, tôi hỏi cô nhé, đây là đâu? Đây là tẩm cung của người mà nương nương. Tẩm cung? Xin hỏi đây có còn là Trung Quốc không? Trung Quốc? Chưa nghe bao giờ. Vậy nói tôi nghe xem, tôi tên là gì? Đại danh của người là Trương Bồng Bồng, là con gái duy nhất của binh bộ thượng thư đương triều, cháu nội của hộ quốc đại tướng quân tiền triều là... Dừng lại! Ta chẳng qua chỉ rơi xuống hồ bơi thôi, sao lại từ Trương Bằng biến thành Trương Bồng Bồng vậy? Muốn xuyên không thì cũng phải xuyên thành công tử phong lưu chứ. Sao lại thành người chuyển giới thế này? Nương nương, người đang nói gì thế? Em nghe không hiểu. Hay là để Thái Y xem bệnh cho người nhé. Ra ngoài, ra ngoài, các người ra ngoài hết đi. Ra ngoài, nương nương, ra ngoài. Thơ sổ ra nào? Nhà vệ sinh ở đâu? Xem tình hình thì hôm qua mình làm mơ trong mơ rồi, sợ chết đi được. Nhưng lỡ mình vẫn còn ở cái chốn quái quỷ kia thì phải làm sao? Phỉ phủi cái miệng, đợi mình đếm đến ba, nhất định sẽ đại công cáo thành. Một, hai, ba. Sao lại là cô nữa vậy? Đương đương, người không thể tiếp tục ngủ nữa, đã trưa rồi. Cô nói thật cho tôi, họ cho cô bao nhiêu tiền để đến đây lừa tôi? Đương đương, người nói gì thế? Tôi thì là nha hoàn thân cận của người, từ nhỏ đã lớn lên cùng đương đương. Cho dù người nghi ngờ ai thì cũng không thể nghi ngờ nô tì được. Nô tì một lòng trung thành với đương đương, sao người lại quên được chứ? Nhóc con, diễn kịch giỏi đấy. Cô nói thật với tôi đi, họ trả cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi. Đôi tiền sao có thể nhận tiền của kẻ khác để đâm sau lưng đương đương được chứ? Người nói như thế thật khiến đôi tiền đau lòng quá. Làm sao ta mới trở về được đây? Đúng rồi, chết. Trong phim toàn diễn như thế, chết là xuyên không về được ngay. Đương đương, người mau tỉnh lại đi. Đương đương, người đừng dọa em. Đương đương, đương đương, cây kéo nhỏ đó, nó cũng đâu có dễ dàng gì. Nó không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Đương đương, cái cây này lớn chừng này cũng không dễ dàng gì. Con dao này sống trên đời cũng không dễ dàng gì. Ôi cha mẹ ơi, ôi cái định mệnh.
Trước khi hôn mê tôi đã làm gì? Người bị ả tiện nhân gian thị hại rơi xuống nước. Đừng đừng đáng thương không biết bơi. Ngươi thật là, đừng bám theo nữa. Ngươi thuộc giống chó à? Đừng có nói với ta cuộc sống của nước cũng không dễ dàng nhé. Người đừng đừng là thái tử phi mà nương nương. Sao người cứ nghĩ quẩn mãi thế? Thái tử phi là cái quái gì chứ? Cái dáng vẻ hiện giờ của ông đây, cho ta làm Võ Tắc Thiên ta cũng không thèm. Nương nương, Võ Tắc Thiên là ai thế? Cách biệt thế hệ. Nương nương, cứu giới, em không biết bơi, em sẽ chết gì mất. Tiểu Tống hả? Có gì thần? Nương nương. Triệu chứng quả thật hiếm thấy. Tiểu Tống, Tiểu Tống, có hạt đỉnh hồng không? Có. Bao đem ra đây. Bẩm nương nương, hạt đỉnh hồng là kịch độc, chỉ một giọt sẽ mất mạng, không thuốc gì cứu được. Bớt phí lời đi, bao đem ra đây. Nương nương, thủ tục sử dụng loại thuốc này vô cùng phức tạp. Đầu tiên phải có văn bản xin cấp của nương nương, sau đó thông qua sự hội ý dân chủ của thái y viện, rồi bỏ phiếu kính, lấy kết quả trình nội vụ phủ, sau đó nội vụ trình lên cho hoàng thượng, lại được hoàng thượng phê duyệt cấp phép, rồi mới được sử dụng. Người sẽ biết tay ta. Đừng đừng, có đưa hay không? Người đừng đánh nữa. Đừng đừng tha mạng. Đưa hay không? Đừng đừng tha mạng. Đưa hay không? Đừng đừng tha mạng. Thần đưa là được chứ gì? Thần đưa. Đừng đừng, đây là hạt đỉnh hồng. Đừng đừng, đừng 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 đánh nữa. Đừng đừng tha mạng. Đừng đừng tha mạng. Đừng đánh nữa nương nương, xin tha mạng, xin tha mạng. Không được. Tống thái y. Cuối cùng ta cũng sắp chết rồi. Cuối cùng ta cũng sắp chết rồi. Cô nương yên tâm, thuốc này tuy không phải là lọ hạt đỉnh hồng giả mà thần đã chuẩn bị sẵn, nhưng cũng không phải là kịch độc. Đây chính là vi thần muốn dâng lên cho thái tử để tạo phúc cho hậu cung Kim Hoa. Đàn ông sau khi ăn vào càng được lâu hơn, mạnh mẽ hơn, là vô cùng an toàn, không có tác dụng phụ. Hơn nữa không có phản ứng bất thường. Nhưng phụ nữ ăn vào thì không có tác dụng gì cả. Cho nên Lục Ly cô nương, cô chỉ cần hầu hạ nương nương nghỉ ngơi một lát thì sẽ khỏi ngay thôi. Ta sẽ cho người khỏi ngay thôi. Ai ngờ tự sát mà cũng khó khăn thế này. Mấy cái phim cổ trang não tàn đó thật chẳng tôn trọng lịch sử gì cả. Cười cái gì? Nương nương, cuối cùng đô tỳ cũng đã hiểu rồi. Người ấy à, lại đang dùng khổ nhục kế. Còn khổ nhục kế nữa. Ta là số nhỏ thôi. Nương nương nói gì, đô tỳ không hiểu. Nương nương, nương nương tạm thời có thể yên tâm. Hôm nay đô tỳ đã nghe được tin. Thái hậu nghe nói nương nương tâm tình bất ổn, nghi ngờ là con tiểu yêu tinh gian ánh nguyệt ngầm ám hại thái tử và nương nương rơi xuống nước, nên đã vô cùng tức giận. Bây giờ tiểu tiện nhân gian đó đã bị nhốt vào thánh linh cung, bị thái hậu giáo huấn đến thê thảm luôn, không biết đã bị trừng phạt bao nhiêu nữa. Rơi xuống nước. Người nói gì cơ? Không có gì, em nói tiếp đi.
Dân, em nói đến đâu rồi nhỉ? Bây giờ Thái Tử Gia và Triệu Dương còn đang quỳ trước cửa Thánh Ninh Cung để cầu xin. Người xem, Triệu Dương lo cho tiểu yêu tinh đó như vậy, kiên trì quỳ mãi trên đất thì cũng thôi đi. Dù sao cũng là vợ ngày ấy. Nhưng Thái Tử Gia của chúng ta tại sao lại phải quỳ chứ? Không phải khiến cho Triệu Dương càng thêm bực mình sao? Cũng khiến Đường Đường không vui nữa. Á Giang Ánh Nguyệt này biết rõ là phạm thượng, còn cố tình lôi Thái Tử cùng xuống nước chung, rất có thể bị xử tội chết đấy. Xử tội chết? Em nói là chuyện rơi xuống nước là mưu hại, có thể bị xử tội chết. Đúng thế, Nương Nương. Đi nào, đi xem sao. Nương Nương, người phải hận hực khí thế thế này mới đúng chứ. Đúng là quá tàn bạo rồi. Thái hậu quá là có tài luôn đó. Chóng mặt quá. Người đâu, thực hiện hình phạt thứ 16. Buồn, buồn, buồn quá. Chiêu này của Thái hậu quá tuyệt, không chịu nổi nữa rồi. Cút. Cút. Thái tử phải không? Ta nghĩ người ăn nói nên chú ý một chút. Lăng, hành động này độ khó hơi cao đấy. Ngươi cứ làm mẫu đi, không làm được thì đừng nói. Hắn là Thái tử, và anh nhất định là Triệu Dương rồi. Người anh em phải quỳ bao lâu đây? Quỳ bao lâu quan trọng ư? Cho dù là quỳ nửa năm một năm, quỳ nát đầu gối chỉ còn lại xương, ta cũng phải quỳ tiếp. Một năm? Vậy còn quỳ cái khỉ khô gì? Thái hậu, ta muốn gặp Thái hậu. Để ta vào, để ta vào. Hai người ngoài cửa vẫn đang quỳ sao? Bẩm Thái hậu, đã hai canh giờ rồi. Một người là Thái tử cao quý, một người là Dương gia. Vì một ả đàn bà mà làm kinh động mọi người như vậy, ai gia còn thấy bẻ mặt thay cho chúng. Thái tử Phi cũng đang quỳ ngoài kia, nàng ấy còn muốn xông vào nhưng bị thị vệ ngăn lại. Tên không có mắt nào ngăn lại. Thôi được rồi, chúng ta cũng ra ngoài xem sao. Thái hậu giá đáo. Các ngươi đang làm gì vậy? Đã quỳ ở đây lâu như vậy rồi, còn chưa đến Tết mà đã định đòi tiền mừng tuổi qua gia sao? Quan tổ mẫu, lần này đều do lỗi của cháu, hãy tha cho Ánh Nguyệt đi. Người của ai thì người đó tới xin, tới lượt cháu cầu xin nè. Thái hậu, chuyện lần này hoàn toàn là do một mình ta bày mưu. Nào là khổ nhục kế, liên hoàn kế, còn cả 36 kế, còn cả cung tâm kế, có thể dùng được ta đều dùng hết rồi. Giờ ta chỉ xin được chết. Mấy mưu kế phía trước thì Ai Gia từng nghe nói tới, nhưng mà cung tâm kế là trong bộ binh pháp nào thế?
Chuyện đó không quan trọng đâu. Quan trọng là để mưu hại thái tử, ta đã dùng hết tài học bình sinh. Có thể thấy ta lòng dạ độc ác. Thịnh Nhi, cháu đã biết sai chưa? Cháu hãy nhìn người vợ kết tóc yếu đuối, đơn thuần lương thiện của cháu đi. Vì cháu, con bé đã không tiếc nhận lấy tội chết là mưu hại chồng. Là một hoàng tử mà còn không bằng một cô gái. Thái hậu, người đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Ta đã không còn là Trương Bồng Bồng ngây thơ đơn thuần đáng yêu ngày nào nữa. Người không biết ta có một trái tim độc ác chừng nào đâu. Tóm lại là ta từng nhảy xuống nước. Thái tử cũng là bị ta lôi xuống. Giang thị đó cũng bị ta kéo xuống nước. Hôm đó tất cả những người suýt chết đều do một mình ta hại. Thái hậu, người hãy ban cái chết cho ta đi. Ta đã phạm phải tội ác khiến người và thần cùng phẫn nộ, trời đất khó dung tha. Nếu người còn để tình riêng mà bỏ qua dân pháp, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười đó. Thái hậu, người nhất định phải nghĩ kỹ đó. Thái hậu. Thịnh Nhi, cháu nhìn thấy chưa? Thái tử phi vì cháu không biết rơi vào cảnh ngộ này. Cháu đã biết sai chưa? Hoàng tổ mẫu, Trương Bồng Bồng rõ ràng là nhận tội. Ngu xuẩn. Con bé không phải vì muốn cháu được như ý sao? Nếu cháu đã không biết hối cải, ai gia sẽ cho cháu đi giang bắc tuần tra quân doanh. Bao giờ biết hối cải, xem chung sống với thê tử của mình như thế nào rồi, thì lúc ấy hãy về. Còn chưa hiểu thì đừng về nữa. Hoàng tổ mẫu, đừng nói nữa. Đây cũng là ý của hoàng thượng. Cháu xin tuân lệnh. Người đâu? Ánh Nguyệt. Thật tàn nhẫn. Triệu Dương, ai gia đã trả người cho cháu rồi, còn không biết trông coi vợ của mình cho tốt. Sau này không ai giúp nổi cháu nữa đâu. Ánh Nguyệt. Để ta chết đi. Người đâu? Đưa thái tử phi về. Dân, đi nào. Để ta chết đi. Tại sao không để ta chết đi? Tại sao không để ta chết đi? Thái hậu, hãy ban chết cho ta. Xin thái hậu hãy ban cho ta một con đường chết. Thái tử phi thần trí không tỉnh táo, ăn nói lung tung. Cho thấy y tới cung của con bé, khám cho nó cẩn thận, để nó tĩnh dưỡng trong cung của mình đi. Ban chết cho ta đi. Về trường mệnh lệnh của ta, nhốt thái tử phi lại, không cho bước ra khỏi cung một bước. Dạ. Phía trước là kiệu của Cửu Dương hay sao? Dân, đuổi theo cho ta. Đuổi theo. Là thái tử. Đô tài to gan, tưởng ta không thấy ngươi làm gì à? Cửu Dương mà có chuyện gì, ngươi gánh vác nổi hay không? Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết. Hắn cũng chỉ vô tình mắc lỗi, tam ca không cần quá hà khắc. Cửu đệ không sao là tốt. Người của ta thưởng phạt ta tự biết cân nhắc. Thứ cho đệ lỡ lời, tam ca lượng thứ. Xử lý hạ nhân việc của phủ tam ca. Cửu đệ không nên khoa chân múa tay, đáng bị phạt. Đâu có.
Cố đệ đối với người trong phủ của ta vốn có quan tâm sâu sắc. Nhỏ thì hạ nhân, lớn thì thái tử phi, ai ai cũng đỡ ân tình của đệ. Việc nội bộ này cố đệ cũng đâu phải nhúng tay lần đầu. Tam ca đang trách đệ hôm đó nhiều chuyện đã cứu thái tử phi. Tam ca, trừng phạt hạ nhân là việc riêng trong nhà, cố đệ nhúng tay vào đó là thất lễ. Nhưng nương nương rơi xuống nước, tuy là việc nhà nhưng cũng là việc nước. Nếu cửu đệ trơ mắt đứng nhìn, đó mới là bất trung với nước, bất nghĩa với huynh. Dù là việc nhà hay việc nước thì đều là việc của ta, không phiền đệ phải nhọc lòng. Khởi kiệu. Bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu thế nào gọi là muốn chết không được, muốn sống không xong, muốn chết không chết được, muốn ra không ra nổi. Đừng đừng, người đừng giận quá hại sức khỏe, ít nhất cũng ăn một chút, đừng để mình phải chịu khổ. Đúng là không dễ vào hoàng cung, vào rồi muốn chết cũng khó. Ta cũng chỉ có thể sống tạm bợ thế này thôi. Vậy mới đúng chứ, núi xanh còn đó, chúng ta sợ ai chứ? Những món ăn gì thế này? Đều là món nương nương thích ăn nhất mà. Có tôm cây không? Tôm cây là gì thế? Thôi được rồi, biến đi. Đôi thì biến là được chứ gì. Khoan đã, hôm nay bụng ta không thoải mái lắm, rót cho ta cốc nước nóng. Vâng ạ. Nương nương, nương nương, đừng đừng, đừng đừng, người đang làm gì vậy? Người sao thế? Dì cả của ta tới rồi, ta đang cố gắng để đẩy nó ngược lại. Mà đi lấy cái thứ đó cho ta. Dì cả, đừng đừng, nhà chúng ta không có dì cả. Người lại phát bệnh rồi à? Tôi thì đi gọi thái y cho người nhé. Sao em không hiểu bằng ta thế? Chính là cái thứ của phụ nữ các em mỗi tháng tới mấy ngày ấy. Tôi thì đi ngay đây. Sao ta cảm thấy giờ mình trở nên đàn bà như vậy? Đàn bà? Người giống là đương đương mà. Người lót cho ta thứ gì vậy? Chính là cái đó đó. Cái đó làm như thế nào vậy? Đương đương, cái này làm sao mà nói được, xấu hổ lắm. Là con gái đúng là không dễ dàng. Ta cũng đành sống tạm vậy thôi. Đương đương nói gì, đôi thì không hiểu. Có điều chỉ cần đương đương còn sống là tốt rồi. Đương đương, cái này là đôi thì đặc biệt sai người nấu cho đương đương, đặc biệt bổ âm dưỡng nhan. Đối với cơ thể phụ nữ cực kỳ tốt đấy. Có thể đổi cho ta loại để đàn ông uống hay không? Không uống nữa, ngươi đi gọi người đó tới đây cho ta. Chính là phi tử của thái tử, gọi là gì ấy nhỉ? Trần Lương Điện, đúng, chính là cô ấy. Còn cả người ở bên cạnh cô ấy, Hoàng Lưu Diện, Dương Chiêu Quấn, Lý Thừa Quy. Đúng, chính là họ, gọi hết đến đây cho ta. Bình thường người và họ cũng có hay qua lại đâu. Chính vì bình thường xa cách nên mới phải hâm nóng tình cảm chứ. Đi mau. Cái gì đây? Đây chính là danh sách hoa khôi do đô tỳ hôm qua xin được từ nội vụ phủ đó. Tranh vẽ các trắc phi trong cung thái tử đều có ở trong đó. Đây là Trần Lương Đệ, thiên kim của Tuần phủ Giang Tây, tuổi vừa đôi tám, năm ngoái mới vào cung, nổi tiếng vì thanh thuần, đặc biệt là có một đôi chân tuyệt đẹp.
Nương nương, người đang làm gì vậy? Buồn chết đi được. Người ta không chơi với người nữa. Chân dài thời cổ đại đúng là danh bất hư truyền. Hoàng Lương Diện, tên thật là Hoàng Gia Chi, nổi tiếng về nhan sắc diễm lệ, thân hình đầy đặn, có một bộ ngực đẹp, người gặp người khen. Thế nào muội muội? Tắm cánh hoa thích không? Thích lắm. Vừa cảm thấy tắm xong da trắng mềm hơn nhiều. Muội muội, bộ ngực này của muội quả nhiên danh bất hư truyền. Tỷ tỷ, của tỷ cũng không tệ mà. Tỷ tỷ, ở đây muội có bột ngọc trai do muội nhờ người mang từ quê hương tới. Bôi vào đây, đảm bảo da tỷ tỷ vừa trắng vừa mềm. Không cần đâu, không cần đâu. Bột ngọc trai tốt thế này mà tỷ tỷ không dùng, muội muội đành dùng một mình vậy. Buổi thảo luận về nguyệt sự là cái gì thế? Đúng thế, chuyện đáng xấu hổ thế này sao lại nói ra ở đây chứ? Kỳ lạ quá. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề của hội nghị này, nói ra cảm nhận về nguyệt sự. Lần đầu tiên mùi mùi bị, còn tưởng là mình mắc bệnh hiểm nghèo, khóc lóc thảm thương, viết một bức di thư. Về sau mẫu thân mới an ủi rằng, phàm là con gái trong nhà, đến một độ tuổi nhất định đều sẽ như vậy. Về sau, một con tưởng đó là một căn bệnh kỳ lạ di truyền trong gia đình, chỉ truyền cho nữ nhân, không truyền cho nam nhân. Lúc đó, đúng là hận muốn chết. Về sau, mùi mới phát hiện đó là món quà trời ban cho chúng ta. Lợi dụng nó rất tốt cho dốc dáng. Mùi nhớ lần đầu tiên mùi có cái đó, đúng lúc vào mùa hạ. Trên người chảy mồ hôi, bên dưới thì chảy máu. Vậy chẳng phải là một con hãn huyết bảo mã sao? Mấy người nói nhiều như thế mà vẫn chưa nói đến trọng điểm. Ta muốn hỏi các cô, lúc các cô có cái đó cũng khó chịu như vậy sao? Khó chịu? Tỷ tỷ à, tỷ còn kêu khó chịu thì bọn muội sống thế nào đây? Vậy là sao? Đồ đạc trong cung chúng ta đều liên quan tới thân phận địa vị. Nói ví dụ như tứ hàng tháng mà nương nương dùng kia đi, của người dùng là lông khổng tước, bọn muội dùng là lông gà rừng. Còn nữa, của nương nương là dùng than thảo mộc, bọt biển, lông dịch, lông gà rừng. Phượng Nhi, mang qua đây cho tỷ tỷ xem. Vâng. Thứ này mà cũng mang theo mình ư? Để đề phòng lúc bất ngờ cần dùng tới. Còn kiểu dáng khác không? Kiểu khác? Vậy phải xem nương nương các cung khác có sai cung nữ chuẩn bị không. Đi đi. Phượng Nhi, đợi lát nữa ta qua bên kia lấy. Vâng. Tỷ tỷ đợi một lát, cung nữ các cung khác đều có chuẩn bị cho chủ tử. Thật không ngờ rằng trong cung này có đủ mọi đẳng cấp. Từ thứ đồ dùng hàng tháng của phụ nữ đó cũng nhìn ra được. Còn không phải ư nương nương? Người tưởng thế nào chứ? Ta tưởng là cái món đồ đó chỉ có loại co giãn và ABC. Nương nương, chắc là Tống Thái Y đến rồi. Nương nương, để thử bắt mạch cho người. Thế nào tiểu Tống?
Sức khỏe của nương nương không sao cả. Người nói người bị đau lưng là chuyện bình thường. Thần kê một đơn thuốc, ngủ thuốc luôn là khỏi. Hai hôm nay ta cũng thấy chóng mặt lắm. Đau lưng là thận suy, chóng mặt là thể suy. Nếu người bị đau bụng thì là thể hàn. Có người kinh mạch không đều. Khoan đã. Không xong rồi, không xong rồi. Vậy thì sẽ đi ngoài không ngừng. Đừng đừng. Làm gì đấy? Ra ngoài. Đêm nay thái tử gia phải xuất giá đi đại doanh Giang Bắc. Liên quan quái gì tới ta? Các chất phi đều đi tiễn, người không đi à? Người không thấy ta đang cố gắng ở đây à? Lục Ly, sao ngươi lại không hiểu chuyện như vậy? Lục Ly, Lục Ly. Được đấy. Cái này mới giống người chứ. Đương đương, người có thấy chúng ta mặc nam trang trông đẹp trai lắm hay không? Chúng ta nào hả? Được rồi, đừng tiễn nữa, ngươi quay về đi. Đương đương, ngươi không đưa em ra ngoài à? Ngay từ đầu ta đã không định đưa ngươi theo, nhưng thấy ngươi rất vui nên không đành lòng nói thẳng. Đừng quên ta là đàn ông, còn ngươi rõ ràng là con gái. Tới lúc đó làm hỏng chuyện tốt của ta. Đương đương, em. Công tử, nô tỳ tuyệt đối sẽ không làm hỏng chuyện tốt của người. Người đưa em ra ngoài đi. Bé yêu, người ngây thơ quá đi. Dù ăn mặc thế nào thì ngươi vẫn là con gái. Về đi, ta sẽ nhớ đường về nhà. Đương đương, đương đương, đương đương, đương đương. Sao chạy nhanh thế nhỉ? Lẽ nào biến thành đàn ông thật rồi? Ngày mai các vị nhất định phải đến đấy. Tôi nhất định sẽ tìm cho các vị một cô nương thật xinh đẹp đẩy đà, thỏa mãn cái đó của các vị nhé. Cuối cùng cũng có một nơi khiến ông đây được vui vẻ một tí rồi. Cô nương, sao cô lại đến đây? Còn ăn mặc thế kia nữa. Bà gọi ai đấy? Ai là cô nương? Lão tử cực kỳ đàn ông nhé. Cô đừng lừa ta nữa. Ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Trời ạ, mấy bộ phim cổ trang não tàn đó đúng là chơi nhau. Nữ cải trang nam vừa liếc mắt đã nhận ra rồi. Vậy mà cải trang đến tận 10 tập được, đúng là quá liều. Nói thật với ta đi, có phải cô đến bắt người không? Bắt người nào chứ? Lão tử đến dung tiền, hiểu không? Dung tiền. Dung tiền chính là tiêu tiền. Tiền này bà muốn kiếm hay là không muốn đây? Ta hiểu rồi. Ngài có sở thích đặc biệt. Sở thích hay không, không cần bà lo. Chỉ cần các em gái ngon lành thì tiền ông đây không thiếu. Công tử mời vào trong. Thái tử phi thăng chức ký. Tập 3. Wow.
Xin lỗi nhé, ta vừa nhớ ra nhà ta còn mẹ già bệnh nặng giữ chưa ăn cơm, ta đi trước đi. Công tử, Bạch nương tử, Tiểu Thanh tỷ tỷ, nàng là Hằng Nga, thỏ con. Xin hỏi tỷ tỷ là Mạnh Khương nữ khóc Trường Thành, vậy Trường Thành đâu? Chỗ các cô đây cũng có mốt chơi cosplay à? Công tử à, mẹ già bị bệnh của công tử thì sao? Cứ để bà ấy bệnh tiếp đi. Công tử, đi nào. Uống đi. Nào, tử lượng cao lắm, uống đi. Thỏ Ngọc uống một chén nào. Công tử, Thỏ Ngọc không uống được rượu, nhưng người ta muốn uống này. Ta thích tự mình nắm quyền chủ động cơ. Nhà xí ở đâu? Nhà xí ở đâu? Công tử, nhà xí ở bên kia. Thỏ con ngoan nhé. Công tử, đi thông thả. Đi thông thả. Nhà vệ sinh nam. Huynh đệ, huynh tiếp tục đi. I'm sorry, sorry, very sorry. Cưng à, sướng quá. Đương đương, sao mấy hôm nay người cứ thích gọi em là cưng thế? Cưng chính là cách gọi thân mật đối với người mình thích, chứng minh em là người thân thiết nhất của ta trong hậu cung này. Nương nương, người nói thế này đôi thì cảm động lắm. Em xinh đẹp thế này, ta không thích em thì thích ai? Lý công công của Thánh Linh Cung cầu kiến. Lý công công, mời. Thái tử phi nương nương, Thái hậu đang thiết yến ở Nhiên Xuân Điện để tẩy trần cho Thái tử. Thái hậu đặc biệt sang nô tài qua đây, mời nương nương sang đó à? Tiền tẩy trần cho Thái tử. Tẩy thỉnh về rồi hay sao? Giờ cuối cùng ta đã biết cái gì gọi là trăm hoa tươi thắm đến hoa cả mắt rồi. Được lắm, thật sự rất được. Còn không phải ư, nương nương? Bọn họ có người từ 3 tháng trước đã bắt đầu giảm cân, còn có người ngày nào cũng ăn chân giò hầm đu đủ. Chính là hy vọng Thái tử gia có thể nhìn họ nhiều thêm một cái. Hoàng Lương Diện, ngực to quá. Quả mông của Rihanna này, cặp chân dài của Dương Tổ Hiền, che vào nhé.
Đây cũng không tệ. Dễ thương quá. Nương nương, Tề Thịnh sao lại giữ loại hàng này bên người chứ? Đúng là khẩu vị quá nặng. Nương nương, người sao thế? Trước đây chưa từng thấy người thân mật với họ như vậy. Người quên rồi à? Lần trước người còn ra lệnh trách phạt Dương Thiêu Huấn 20 gậy đấy. Giờ cô ta vẫn còn ghi hận người đấy. Có chuyện này sao? Phụ nữ hạ thức phải làm khó phụ nữ chứ. Mấy chục năm sau không phải vẫn cùng nhau tập dưỡng sinh trên quảng trường à? Cái em gái. Được rồi, thái tử giá đáo. Thái tử đến rồi. Đẹp trai quá. Quá đẹp trai. Thái tử. Tề Thịnh tự nhiên là giang tay đứng trước mặt mình. Hắn có ý gì đây? Lẽ nào xin được ôm? Nhiều người thế này, không ôm anh ta thì không để mặt lắm. Ôm một lát vậy. Vất vả rồi huynh đệ. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Sao cô ta dám làm vậy chứ? Nương nương, ta mặt đẹp thế này còn chưa được ôm thái tử. Thay y phục. Gấp đến thế cơ à? Thái tử. Nương nương, sao em không nói sớm với ta là hắn muốn thay y phục chứ? Đô thì đang chuẩn bị nói thì người đã ôm luôn rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Nương nương, quỳ lên. Quỳ lên. Nào, uống rượu đi. Không. Không cần đâu. Chàng không sao chứ? Trời ấm lên rồi. Mặt núi băng gặp phải gió xuân ấm áp, bắt đầu tan chảy rồi à? Chẳng qua là diễn kịch trước mặt hoàng tổ mẫu thôi, cần gì phải xem là thật. Thịnh Nhi, xem ra lần này đi Giang Bắc kiểm điểm cũng không tệ nhỉ. Thấy con và Bồng Bồng vui vẻ hòa thuận thì ta yên tâm rồi. Việc nhà có yên ổn thì mới có thể trị gì được thiên hạ. Đạo lý này con hiểu chứ? Hoàng tổ mẫu giáo huấn rất phải. Triệu Dương, cái mũ xanh con đang đội, bất luận là về kiểu dáng hay màu sắc đều được làm rất tỉ mỉ. Là vì thợ nào trong cung có tay nghề cao thế? Bẩm Thái hậu, chiếc mũ xanh này được làm từ tơ lụa hảo hạng của Tây Dực, đặc biệt mời nghệ nhân thêu thủa Giang Nam làm đấy ạ.
Được lắm, quay về bảo nghệ nhân ấy cũng làm cho tam đệ con một cái. Vâng ạ. Sau này cái mũ xanh của Triệu Dương sai người làm xong rồi. Chàng tuyệt đối được có đội đấy. Sao lại nói vậy? Cái này gọi là giang hồ hiểm ác. Còn nguyên nhân cụ thể chàng cũng không cần để tâm làm gì. Tóm lại cái mũ xanh đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì đâu. Sao nàng cứ nói linh tinh mãi thế? Được rồi, không còn sớm nữa. Ai gia phải quay về chăm sóc gia rồi. Cung tiễn Thái hậu. Giữa thanh thiên bạch nhật, đôi cẩu nam nữ các người đang làm gì thế? Các người bắt đặt Triệu Dương như vậy sao? Chuyện vợ người khác ta cũng không muốn quản. Tề Thịnh ta càng không quản được. Cử Dương giá đáo. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Cử Dương đúng là thần tượng của ta. Cô người mới vào là ai vậy? Là Cửu Dương đã cứu mạng người đó. Có quan hệ thế nào với Tề Thịnh? Gặp mặt là cắn nhau. Lần trước ta xuất cung không cẩn thận chạm mặt Cửu Dương. Tam ca, đi đường từ Giang Bắc về Thịnh Đô vất vả rồi. Để kính huynh một ly, coi như tẩy trần cho huynh. Tam tẩu. Tam tẩu tính tình vốn đã hào sảng, tủ lượng càng không cần phải nói. Có thể nể mặt bản dương cùng cạn một ly với bản dương không? Chỉ là một ly thôi mà. Bỏ xuống. Chỉ là một ly rượu, với ta mà nói chẳng là gì cả. Người đâu, lấy bát uống rượu cho ta và Cửu Dương. Thêm 5 giò rượu nữa. Vâng. Cửu đệ, tam tẩu của đệ mặc dù tính tình hào sảng, nhưng dù sao vẫn là phận nữ lưu. Đối ẩm với nam nhân trong sảnh đường cũng có phần không thích hợp. Chỉ bằng để ta uống thay tam tẩu của đệ. Cửu đệ, để cũng cạn đi chứ. Đẹp trai quá. Đến uống rượu cũng đẹp trai. Đúng đó. Tử lượng tốt thật. Chúng ta cùng cổ vũ cho Cửu Dương đi. Được, Cửu Dương thắng. Cửu Dương thắng. Thái tử thắng. Thái tử thắng. Cửu Dương thắng. Cửu Dương thắng. Thái tử thắng. Thái tử thắng. Cửu Dương thắng. Thái tử thắng. Cửu Dương thắng. Các tỷ phụ xông lên. Đừng đánh nữa. Cửu Dương thắng. Đừng đánh nữa. Cửu Dương thắng. Đừng đánh nữa. Các cô đều là phi tử của thái tử đấy. Đúng thế. Chúng ta là phi tử của thái tử mà. Thái tử thắng. Thái tử thắng. Tầng lớp thượng lưu loạn quá. Tôi rút đây.
Mau lên, mau lên, tao buồn sắp chết rồi. Cô chờ ở đây trước đi, bên trong có ma đấy. Có ma. Ngươi rốt cuộc là ma quỷ gì? Đích thực không phải là nhà sĩ Nam. Xem ra lần này ta đi nhầm rồi. Bỏ đi bỏ đi. Hai lần gặp chuyện sợ vãi linh hồn trong nhà sĩ, coi như chúng ta đã đạt tới trình độ hợp tác hữu nghị. Về sau chuyện này coi như chưa từng xảy ra, ta cũng xem như đã trả ơn cứu mạng của ngươi. Tam tẩu cứ yên tâm đi. Nhưng bản dương thật sự không hiểu, lần trước sao lại có thể gặp được tẩu ở chúng thanh lâu chứ? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi đó? Có vài việc công bất đắc dĩ mới phải đến những chỗ đó bàn luận, hoàn toàn không phải như tẩu nghĩ đâu. Ngươi nói cũng có lý thật đấy, ta chẳng còn lời nào đáp trả nữa. Hôm đó Dương Nghiêm cũng có mặt mà, không tin tẩu có thể hỏi hắn. Được rồi, ta cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Hơn nữa đàn ông mà, đến mấy chỗ ấy là chuyện rất bình thường. Ta hiểu mà. Lục Ly, Lục Ly, nửa đêm nửa hôm hẹn mình tới đây. Cưng à, đêm gió lớn thế này là muốn cùng ta ấy ấy đúng không? Ngươi là ai? Này, ngươi có nhìn thấy một mỹ nhân chim sa cá lặn, qua nhiều nguyệt thẹn, người gặp người yêu, qua gặp qua nở không? Giang thị, nửa đêm rồi còn mặc một thân đồ trắng đứng lù lù một đống ở đấy, đáng sợ quá, như ma vậy. Người nam kia là ai? Người nhìn kỹ vào. Thì ra Lục Ly bảo mình ra đây không phải là để hẹn hò với mình, mà là muốn mình tới đây đánh ghen. Ngày đó trong Diên Xuân Điện, thái độ của chàng với tỷ tỷ không giống như trước đây nữa. Chàng đã nảy sinh tình ý với tỷ ấy rồi hay sao? Ta và nàng ta, ta và Trương Bồng Bồng là tuyệt đối không thể. Chỉ là có hoàng tổ mẫu ở đó nên ta phải quan tâm tới nàng ta một chút. Giờ sao chàng lại uống rượu thay tỷ ấy? Chẳng qua là mượn cớ mà thôi. Ta chỉ muốn nhân cơ hội ấy làm bẻ mặt Cửu Dương. Chàng đã từng nói muốn cùng tiếp một đời một kiếp chỉ có nhau, chàng có còn nhớ không? Đương nhiên. Đừng quên những lời chàng đã hứa với thiếp nhé. Thiếp lạnh quá. Ta cũng thấy hơi lạnh rồi. Hay là chúng ta quay về đi. Thiếp không muốn về. Không phải nàng lạnh sao? Cô đưa người ta nói lạnh thì anh phải cởi áo ngoài ra khoác lên cho người ta chứ. Có bánh quế hoa này, ăn không? Không, ngươi ăn đi. Tới rồi, ôm rồi kìa. Thiếp muốn ở bên chàng lâu hơn một chút nữa. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tay. Nàng về trước đi. Nàng đến đây làm gì? Nếu như ta nói ta tới đây ngắm trăng, chàng có tin không? Quay về, cấm túc. Dựa cho cái gì cứ có thể ở đây ngắm trăng sao? Còn ta thì bị cấm túc hả? Nương nương, y phục của ta thì sao? Ừ.
Nương nương, nương nương, đừng đi mà nương nương. Nương nương, sự trong sạch của ta, thanh danh của ta. Nương nương, nương nương, nương.